Đi ở đây nhá, cháu đang à, bây giờ cháu bán. Không, bây giờ cháu bán. À, nó về đấy. Để cởi ra lại thôi. Cô Huyền được trước cũng hay mua nhà cháu mà. Đấy, đẹp quá. Ừ, đẹp ấy, kể cả mặc không sơ vi vẫn đẹp. Không, màu đấy vẫn tông ra mà. Mọi người không khen à, không khen à, không khen đẹp cho trả lại nhá. Đi cái áo này. Đẹp thật, nhìn tông ra hết. Mô cha đâu. Trang điểm nhẹ nhàng và tí xinh luôn. Mình trả lại được cái này mấy anh vải viết dạo này thì anh vải viết mật rồi. Hello, xin chào tất cả các chị ạ. Mẹ ơi, con vật cho họ. Người chị chồng cô luôn á, thật ra xấu hổ kinh khủng luôn. Anh mặc cái này cho cái này béo hơn chị nhỉ. Ừ, đẹp hơn lắm, đẹp mà hoa, màu đấy. Lấy đi thật. Chị nhẽ ngồi đằng sau đẹp hơn được. Đưa chị 5.000 thôi, đáng kỷ niệm gốc của em. Đã là bán 65, 60 nhưng mà kiểu hôm qua sò này vài cái để xem. Trước là có nhiều màu lắm. Xin chào tất cả mọi người ạ, à. Xin chào tất cả các chị nha. Chào chị Thùy Dương ạ, à. Chào chị Nguyễn Kim Chi này. Chào chị Thu Hải này. Chào tất cả mọi người đang xem live stream của em nha. Ôi giời, cái này. Dạ. Rồi ạ. Xin chào chị Vinh Mai ạ. Xin chào chị Kelly Nguyễn này, chào chị Kim Tiến nhận được hàng chưa tình yêu. À, tất cả mọi người đang xem livestream comment cho em biết nào. Chào chị Thùy Dương nha, chị ơi quả gì chị. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nào, các chị chia sẻ nhiệt tình nha. Tặng áo em mặc luôn nha các chị nhá, chia sẻ nhiệt tình tặng áo em mặc luôn này mọi người này. Tặng áo em mặc nha, đính ngọc rất là xinh luôn này, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em. À, chương trình vàng xin chào tình yêu nha, mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Nào các chị ơi chia sẻ nhiệt tình lên. Chào chị Vân Nguyễn nha, tặng luôn áo em mặc nha các chị nhá. Tặng luôn áo em mặc này. Chơi mini game mọi người chia sẻ nhiệt tình luôn. Chia sẻ lên các hội nhóm chợ cho em đi nào. Tặng luôn áo em mặc nha các chị yêu nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào mọi người vào đi ạ. Các chị vào chia sẻ nào. Các chị vào chia sẻ, mọi người vào chia sẻ chơi mini game nào các chị nào. Tặng áo bo sơ mi hoa nhá chị yêu nhá. Tặng áo sơ mi hoa này. Toàn áo rất là xinh luôn. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình nào. Có chân váy không bé ly. Chân váy em có nhá. Chân váy em cũng có luôn. Chào chị Lê Thu Hà. Mọi người vào nào. Mọi người vào chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Các tình yêu nào chia sẻ lên 50 view để chơi mini game nào các chị yêu nào. Lên 50 view nhá các chị yêu nhá. Lên 50 view để chơi mini game. Tặng áo sơ mi nha. Tặng áo hoa như em đang mặc nhá. Nào chia sẻ nhiệt tình nhá. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Tặng áo sơ mi này. Tặng áo hoa nhá tình yêu nhá. Tặng áo sơ mi này, tặng áo hoa này mọi người này. Tặng áo như em đang mặc nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên 50 view để tặng nào. Lên 50 view nào các chị yêu nào. Lên 50 view để tặng nhá. Áo như đang mặc này cũng rất là xinh luôn này. Đấy. Mọi người chia sẻ đi. Ai chia sẻ comment đã chia sẻ thì em biết nào. Mẹ anh ơi. Mẹ anh ăn điện thoại ra đây cho chị. Ai đang xem livestream comment cho em biết đi ạ. À. Mọi người chia sẻ nhiệt tình nhá. Comment không đồng kèm số điện thoại này. Không đồng kèm số điện thoại nha các chị nhá. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Chia sẻ thật nhiệt tình nha. Comment không đồng kèm số điện thoại cho em ạ. Xin chào chị Điều Ước giản đơn nhận được hàng chưa hả chị. Mỹ Anh ơi. Mang điện thoại ra đây. Mọi người vào xem chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Cho chị xem chân váy đi. Chị muốn xem chân váy bò hay là chân váy gì ạ? Chân váy bò hay chân váy vải hả chị? Các chị chia sẻ nha, chia sẻ 5 lần lên hội nhóm đi ạ. Chia sẻ 5 lần nhá.
chị nhận được rồi nhé. Rồi ok, cảm ơn chị ạ. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em nhá. Chia sẻ nhiệt tình nhá mọi người nhá. Chia sẻ nhiều vào hội nhóm cho em ạ. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm nhá. Tặng áo như em đang mặc này, chân váy xòe vải em. Rồi ok, chân váy xòe vải. Chân váy xòe vải. Rồi ok tình yêu nha, để em lấy chân váy xòe vải em. Mọi người vẫn chia sẻ nhiệt tình để chơi mini game nhá. Rồi chị Vân Nguyên đã chia sẻ rồi ạ. Những ai đã chia sẻ nào? Những ai đã chia sẻ, comment đã chia sẻ cho em nào. Comment đã chia sẻ nha. Những ai chia sẻ rồi, comment đã chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình vào nhiều hội nhóm chợ đây nào. Chia sẻ vào nhiều hội nhóm chợ nha. Tặng áo nha các chị nhá. Đây em sẽ tặng áo sơ mi này nào. Tặng áo sơ mi này. Đây, áo em cầm bao nhiêu. Áo này em sẽ tặng nhá. Em sẽ tặng cho chị Đinh nhanh nhanh nha. Mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm chợ nhá. Mọi người đừng thả tim, thả like mà mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Chia sẻ thật nhiệt tình cho em nào. Tặng nha, tặng không đồng luôn nhá các chị nhá. Tặng không đồng luôn áo như em đang mặc. Dành cho những ai đã chia sẻ nè. Chia sẻ lên 50 view thôi nhá. Một con số rất là thấp. Chia sẻ lên 50 view áo như em đang mặc và áo sơ mi hoa đây ạ. Em sẽ tặng giá 0 đồng luôn nhá các chị nha. Tặng với giá 0 đồng luôn dành cho các chị chia sẻ live stream nè. Mọi người những ai chia sẻ rồi comment đã chia sẻ cho em nè. Những ai đã chia sẻ rồi ạ. Những ai chia sẻ rồi ok, chị Thùy Dương đã chia sẻ rồi này. Có chị nào đã chia sẻ không ạ? Chị nào đã chia sẻ rồi ok, chị Linh Hoàng đã chia sẻ này. Mọi người chia sẻ nhiều vào hội nhóm cho em nè. Chị chia sẻ nhiều lắm rồi. Ok, chị cô bé bọt biển, chị Linh Hoàng đã chia sẻ, chị Đinh Thanh Nhanh đã chia sẻ này. Mọi người chia sẻ vào nhiều hội nhóm cho em nha. Tặng áo như em đang mặc nha các chị nhá. Tặng áo như em đang mặc ạ. Chân váy xòe mà mẹ. Chân váy u mì đen ấy. Chân váy xòe u mì đen bên dưới có ren ấy. Rồi ok, chị Yến Chi đã chia sẻ, chị Vân Nguyễn đã chia sẻ, chị Nguyễn Thị Trung đã chia sẻ rồi ạ. Mọi người đã chia sẻ nhiệt tình rồi. Em xin chào chị Hà Linh Đoàn nha. Hàng của chị em gửi rồi nhá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiệt tình nào. Tặng áo là rất tình yêu nào. Tặng áo không đồng luôn nào. Tặng áo không đồng dành cho các chị đã chia sẻ. Đi ra nữa. Tặng áo không đồng dành cho các chị đã chia sẻ live stream. Ai chia sẻ comment đã chia sẻ. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Thật nhiệt tình lên cho em là các chị nào. Em sẽ tặng luôn này mọi người này. Em sẽ tặng luôn cho các chị, chỉ cần đạt 50 view nhá. Chỉ cần lên 50 view là các chị yêu nhá. Lên 50 view thôi à. Em đang bị hạn chế tương tác nên mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình cho em. Lên 50 view nhá mọi người nhá. Lên 50 view nhá. Một con số rất là thấp đúng không ạ? Một con số cực kỳ là thấp này. Các chị có thể chọn áo như em đang mặc nha. Có thể chọn áo như em đang mặc hoặc áo hoa em đang cầm trên tay nhá chị nhá. Một là áo hoa như em đang mặc và áo em đang cầm trên tay. Các chị chỉ cần chia sẻ 3 lần lên trang cá nhân, 5 lần lên hội nhóm chợ nha. Mọi người nhớ là ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nhá các chị nhá. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước ạ. Chia sẻ thật nhiệt tình. Lên 50 view em sẽ tặng áo nha. Lên 50 view thôi nhá các chị nhá. Lên 50 view em sẽ tặng áo này. Đi vào em gì không? Rồi ok, chị Vân Nguyễn đã chia sẻ nhiều lắm rồi, có được tặng nữa không nhỉ? Có được tặng nữa nha chị Hà Linh Đoàn nha, chia sẻ thật nhiều cho em nào, ai cũng có thể được tặng nữa nhá. Em bấm ngẫu nhiên mà các chị nào. Ơ, mẹ ơi. Ơ, mẹ anh con làm gì con? Rồi ok, ai cũng có thể được tặng nha, em bấm ngẫu nhiên nha mọi người nhá. Em tặng ngẫu nhiên nha mọi người nha, ai cũng có thể may mắn được tặng quà mọi người cứ chia sẻ cho em nha. Cứ chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Ai chưa được tặng thì hôm nay em sẽ tặng ạ. Những ai chưa được tặng thì hôm nay em sẽ tặng này các chị này. Những ai chưa được tặng thì hôm nay em sẽ tặng nhá. Xem ở đằng sau này xem nào. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view đi nào. Gần lên đến 50 view rồi nhá. Chị chia sẻ rất nhiều em rồi. Ok chị Hoàng chấm. Ai chia sẻ bao nhiêu lần comment và cho em biết nào. Ai chia sẻ bao nhiêu lần comment và cho em biết nào. Tặng áo hoa siêu xinh này các chị yêu này. Tặng áo hoa siêu xinh này nha. Lên 50, gần 50 view rồi các chị ơi. Lên 30 view rồi. Mọi người chia sẻ lên 50 view đi. Cái váy vàng em treo đằng sau bao nhiêu vậy? Váy vàng em treo đằng sau. Váy đằng sau là 99k hết nha mọi người nha. 99k hết, chỉ có cái bi là 150k là zoom thôi. Váy đằng sau là 99k hết.
Rồi ok, chị Cà Thị Thuần đã chia sẻ này. Cảm ơn chị Hoàng Chấm đã chia sẻ 50 nhóm rồi, ok. Những ai chia sẻ nhiều comment vào cho em biết nào. Chia sẻ thật nhiều nha, tặng áo không đồng luôn nhá các chị yêu nhá. Tặng áo không đồng luôn nên là mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Nào, chị Yến Chi đã chia sẻ nào. Chia sẻ nhiều cho gái rồi nhé. Cảm ơn chị Hà Linh Đoàn nha. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá, em sẽ bán thật rẻ cho các chị nha. Áo này em sẽ tặng cho mọi người này. Em sẽ tặng mọi người. Em ở Tuyên Quang nhá chị nhá. Rồi ok, Yến Chi đã chia sẻ này. Mọi người chia sẻ thật nhiều, lên 50 view đi. Lên 50 view nha các chị yêu nha. Lên 50 view tặng áo này. Đây, có thể cho áo dây nha. Chị Lê Hằng đã chia sẻ rồi. Ok, cảm ơn Lê Hằng này. Nào mọi người ơi, vào chia sẻ nào. Và chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào. Lên 50 view nào các chị yêu nào. Lên 50 view tặng áo hoa nào. Tặng áo sơ mi hoa cho các chị nào. Đây, áo hoa rất là xinh luôn nha. Tay bèo rất là xinh luôn nè. Đấy, tay bèo cực kỳ xinh luôn. Em tặng cho các chị khi đạt mốc 50 view nhé mọi người nha. Đạt mốc 50 view này. Đấy, áo quá xinh luôn. Mọi người chia sẻ nhiệt tình đi. Những ai vào sau mà chưa chia sẻ thì chia sẻ ạ. Rồi ok, Nhã Lưu này, không đồng này, ok chị Nguyễn Thị Trung này. Chia sẻ chưa ạ? Nếu mà mọi người chưa chia sẻ thì chia sẻ đi nào. Rồi ok, chị cô bé bọt biển đã chia sẻ này. Nào mọi người nhớ chia sẻ và ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên nha. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nha các chị nhá. Rồi ok. Nào 35 view rồi các chị ơi, lên 50 view đi. Đẩy lên 50 view đi, bây giờ là gần 40 view rồi. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình vào. Mọi người đừng vội thoát ra, tại vì ngay sau đây em sẽ chốt mini game này. Mọi người đừng vội thoát ra nha, em sẽ chốt mini game luôn đấy ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình nào. Cảm ơn Sơn Phạm nha. Rồi ok, chị Yến Đắc đã chia sẻ này, chị Vân Nguyễn đã chia sẻ này. Mọi người chia sẻ nhiệt tình vào nhiều hội nhóm chợ đi, đạt mốc 50 view đi nào các chị ơi. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng áo này. Tặng áo luôn nha các chị nha, 39 view rồi. Lên 50 view rất là đơn giản luôn nào, mọi người chia sẻ thật nhiệt tình cho em nào. Thật là nhiệt tình cho em nhá. Chị Hà Dương, áo đó bao nhiêu em? Áo này em sẽ tặng không đồng nhá. Áo này em sẽ tặng không đồng này các chị yêu này. Tặng không đồng luôn dành cho mọi người chia sẻ livestream. Nên là mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em. Chị Yến Đặng rồi, ok chị Nhã Lưu rồi. Nào mọi người ơi, lên 50 view nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view cho em nào. Sắp đạt mốc 50 view rồi các chị ơi. Sắp đạt mốc 50 view rồi. Ok chị Thùy Dương này. Rồi, nào mọi người chia sẻ thật nhiệt tình. Sắp đạt mốc 50 view rồi. Mọi người nhớ là chia sẻ ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm nha. 5 lần lên hội nhóm là ít nhất nhá chị nhá. Rồi chị Phương Vũ rồi ạ. Nào mọi người chia sẻ thật nhiệt tình cho em nào. Thật là nhiệt tình cho em nhá. Bây giờ là 17h34. Sẽ chơi đến 17h35 nhá mọi người nhá. Chơi đến 17h35 mọi người, những ai vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi, lên 40 view rồi. Chị Đặng Trang đã chia sẻ rồi, ok. Nào mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên. Lên 50 view là mọi người bắt đầu comment số điện thoại để em chốt nha. Nào mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên. Bây giờ là 30h34 rồi, 35 rồi, mọi người chơi thêm một chút xíu nữa nha mọi người nhá. Các chị ơi đã gần đạt mốc 50 rồi thì mọi người chia sẻ nhiệt tình lên, cho lên 50 đi để em tặng áo cho mọi người nhá. Em tặng áo cho mọi người nào, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên 50 view đi. Bây giờ đã là 40 view thì lên chỉ còn 10 chị nữa thôi ạ. Còn 10 chị nữa thôi nha, sẽ chơi đến 30h37 nhá. À 15h37 nhá, nhá. 15h37 nhá mọi người nhá. Nào các chị ơi, nào còn một chút xíu nữa nào. Chia sẻ thật nhiệt tình. Chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ nhiều vào hội nhóm. Chia sẻ nhiều vào hội nhóm để em tặng quà nào. Nhiều vào hội nhóm để em tặng quà nhá nhá. Comment số điện thoại kèm đã chia sẻ cho em. Những ai đã chia sẻ comment số điện thoại kèm đã chia sẻ cho em để em biết nha. Chị Phương Vũ chia sẻ rồi, ok. Nào chị nào chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nào. Lên 50 view tặng váy, à lên 50 view tặng áo. Lên 100 view em sẽ tặng váy cho các chị nhá. Lên 100 view em sẽ tặng váy cho các chị này. Rồi ok, Lương Quân đã chia sẻ rồi ạ. Đã chia sẻ chưa ạ? Chị cô bé bọt biển chia sẻ rồi này. Chị Vân Nguyễn em có nhìn thấy này các chị yêu này. Ơi còn bắt chân rồi nóng lắm. Để xuống. Đấy đấy không ngã. Nào mọi người tiếp tục đi. Các chị tiếp tục chia sẻ đi nào. Bây giờ chỉ còn 1 phút nữa nha. Còn 1 phút nữa nha các chị nhá. Còn 1 phút nữa. Được. Đi sang đến làm tí ạ. Rồi ạ.
Còn 1 phút nữa nào mọi người ơi. Rồi ok, Tom Duy 12 lần chia sẻ rồi, cảm ơn Tom Duy nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ còn 1 phút nữa nào. Bây giờ là 15:36 nhá, 15:37. Em sẽ chốt mini game, mọi người chia sẻ lên đạt mốc 50 view thì em sẽ tặng áo cho các chị là 0 đồng luôn nhá. Rồi ok, Yến Chi này, Nguyễn Thị Trung này, Tôm Duy này đã chia sẻ rồi này, chị Vân Nguyễn đã chia sẻ thật nhiều rồi này, chị cô bé bọt biển đã chia sẻ thật nhiều rồi này, chị Cà Thị Thuần đã chia sẻ rồi này. Nào mọi người ơi, những ai vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ, mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ nhá, vẫn tiếp tục chia sẻ. Em vừa bán hàng vừa chơi mini game cho mọi người nhá, chia sẻ lên 50 view nhá các chị yêu nhá. Em sẽ bán mã đầu tiên này các chị yêu này. Bán mã đầu tiên là áo như em đang mặc này các tình yêu này, áo như em đang mặc nhá. Áo như em đang mặc là đính ngọc quá xinh luôn này các chị yêu này. Đính ngọc quá xinh nhá. Đây đính ngọc quá xinh luôn. Áo như em đang mặc em sẽ bán với giá 70k này cho các chị chia sẻ livestream này. Ai lấy áo như em đang mặc thì comment nhá, 70k nhá. 55 cân quay đầu mặc vừa nhá. 55 cân quay đầu này, 55 56 cân quay đầu mặc vừa nhá. Ai lấy áo hoa ngọc thì comment hoa ngọc kèm số điện thoại cho em. Bầu bí bon chen được không? Có nhá, em có váy bầu bí bon chen được. Áo như em đang mặc nhá. 70k, ai lấy thì comment hoa ngọc kèm số điện thoại cho em. Hoa ngọc kèm số điện thoại cho em 70k nhá chị yêu nhá. 70k hoa ngọc kèm số điện thoại này. Chân váy như em đang mặc cũng có bán này. Chân váy như em đang mặc có bán nhá. Chân váy thì em có một số mẫu đây, có cả mẫu xòe đây. Chị nào vừa hỏi mẫu xòe đây nè, mẫu xòe đây nha các chị yêu nhà. Mẫu xòe u mì này, giả váy nhá, bên trong có quần nha, bên trong có quần này. Đấy. Mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ lên 50 view nhá. À váy hoa 2 dây vào màu đen kia rồi ok. Váy hoa 2 dây màu đen này. Còn một chiếc theo là 89k. Đây, váy hoa 2 dây màu đen đây, còn một chiếc sale là 89k này. Chị nào lấy comment 89k kèm số điện thoại cho em. Mã này các chị từ 45 đến 56, 57 cân nha. Từ 45 đến 56, 57 cân mặc vừa này. Ai lấy comment 89k kèm số điện thoại cho em này. 89k kèm số điện thoại nhá. Chất cắt hàm rất là đẹp luôn đây. Còn một chiếc hoa này, hoa rất xinh này. Ai lấy thì comment bên dưới là đuôi cá nha. Đuôi cá nha các chị nhá, comment 89k kèm số điện thoại cho em, còn duy nhất một chiếc thôi. Duy nhất một chiếc này. Đấy. Rất nhiều nhóm rồi. Ok Yến Chi, mọi người tiếp tục đẩy view lên 50 view đi. Em sẽ tặng quà nhá. Ai lấy váy hoa 89k thì comment 89k kèm số điện thoại cho em nhá. 89k kèm số điện thoại cho em. Mọi người tiếp tục chia sẻ lên 50 view đi nào. Nào các chị ơi, đây nha, áo hoa như em đang mặc nha. Có ai chốt áo hoa như em đang mặc không nào? Ai chốt áo hoa như em đang mặc thì comment hoa ngọc kèm số điện thoại. Có chân váy không xòe không? Chân váy công sở đó. Chân váy không xòe em cũng có. Có chị ạ. Nào có ai lấy áo hoa ngọc không nào? Chân váy bò như em đang mặc cũng bán nha các chị nhá. Chân váy bò như em đang mặc cũng bán luôn. Chị nào lấy cái comment này, chân váy bò này. Đấy, chân váy bò quá xinh luôn. Rồi ok, đổi mẫu nha mọi người nhá. Đây nha chị nha, tiếp này. Tiếp một mã này. Đấy. Bạn xem live trực tiếp hoặc là nếu bận thì có thể xem lại live. Ưng mẫu nào chụp ảnh màn hình liên tục lại cho sốt nha. Đây các chị này, tiếp một mã này. Đấy. Rồi ok. Nào tiếp một mã này các chị này. Này chiếc tiếp mã này em sẽ sale là 55k nhé mọi người nhá. 55k sơ mi kẻ này, sơ mi kẻ bệt vai 55k, 55 cân quay đầu nha. Ai lấy kẻ comment kẻ kèm số điện thoại cho em. Kẻ kèm số điện thoại cho em nhá. 55k ai lấy comment kẻ kèm số điện thoại cho em. Còn duy nhất một chiếc này, chất thô siêu mát này.
Ai lấy kẻ comment kẻ nào, kẻ kèm số điện thoại cho em nào. 58 cân vừa thoải mái. Quay hoa 58 cân vừa thoải mái nha, quay hoa ngọc nha mọi người nhá. 58 cân đúng là cao vừa, tưởng là cái quan hoa kia. Không, cái này vẫn vừa, cái này rộng thoải mái. Mẹ còn vừa. Đây này, nhìn góc như này mà. Đây, 58 cân cao 1m bao nhiêu hả chị? Nào mọi người ơi, ai lấy kẻ như em đang mặc thì comment kẻ kèm số điện thoại cho em. Kẻ kèm số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Kẻ như em đang mặc là 55k này. Đây, kẻ kèm số điện thoại cho em. Còn một chiếc xeo nốt nhá mọi người nhá, chất thô rất là mát luôn. Đi ngủ đi. Không ngủ thì phải đi lấy dây mịt với lại được, về đây để mẹ buộc tóc. Có ai lấy kẻ không ạ? Không có được. Ai lấy kẻ comment kẻ nào. Ai lấy kẻ comment kẻ kèm số điện thoại. Đi lấy một tóc. Đi anh. Nhìn nóng này. Có chị nào chốt kẻ không ạ? Không chị nào chốt kẻ để em qua mẫu nhá mọi người nhá. Mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ lên 50 view để em sẽ chốt mini game nhá chị nhá. Lên 50 view để em sẽ chốt mini game ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 view là mình chốt mini game nhá. Không tăng được lên được thì view thì mình tùy thời gian. Mọi người tăng lên 50 view đi để đi chốt game nhá. Rất muốn chốt lên cho mọi người nhá. Tiếp một mã áo ren nhá, áo ren rất là đẹp luôn này. Áo ren siêu đẹp luôn, em còn mấy chiếc này, sale nốt là 90k này. 90k nhá chị nhá, còn màu hồng với màu trắng. Ai lấy ren thì comment ren cho em. Còn màu hồng, màu trắng với màu be nhá. Còn màu hồng, màu trắng với be này. Ai lấy ren comment ren kèm số điện thoại cho em nhá. Đây này rất siêu đẹp luôn. Đây. Ren rất là đẹp luôn này các chị này. Ren rất là đẹp luôn nha. 90k nhá, màu trắng, màu hồng và màu be. Ai lấy màu nào comment màu đấy cho em. Màu trắng, màu hồng và màu be này các tình yêu này. Màu trắng và màu hồng, màu be nhá chị nhá. Màu trắng, màu hồng và be. Ai lấy màu nào comment màu đấy cho em. Chỉ có giá 90k. Chia sẻ nhiều hội nhóm được tặng nhá mọi người nha. Chia sẻ nhiều hội nhóm và mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm đi ạ. Đây, trắng hồng và be này các chị này. Trắng hồng và be, ai lấy màu nào comment cho em. 90k một áo ren nhé mọi người nhá. 90k một áo ren, chất rất là đẹp luôn. Đây, chất ren nhà em thì các chị không phải nghĩ rồi. Chất quá đẹp luôn. Chất quá xịn đẹp luôn nhá. Đằng trước có nơ rất là xinh này. Đấy, nơ quá xinh luôn. Chất ren đẹp. Ai lấy ren trắng, ren hồng, ren màu be thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Chỉ với giá là 90k thôi nhá các chị nhá. Chỉ với giá là 90k một áo thôi. Em nói cả size cân nặng mọi người dễ chọn. Chị ơi, áo này thì là hàng free size ấy.
Đấy, áo này là hàng free size, hàng một size. Các chị em đang nói tầm, các chị tầm khoảng từ 40 cân đến khoảng 53 cân nhá. Từ 40 cân đến 53 cân thì các chị có thể mặc vừa. Chị nào ưng màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Đây, rất là điệu luôn. Mẹ anh ơi, đây màu rất là điệu luôn nhá, hàng đẹp nhá các chị nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn mà chỉ có 90k em đang sale. Em đang sale nên là nó rất là rẻ, các chị mua ngoài cũng bao giờ cũng từ 150 trở lên luôn. Đấy, nên là ai lấy thì comment cho em. Ai lấy thì comment cho em nào. 90k kèm số điện thoại cho em nha, 90k nhá chị nhá. Màu hồng là màu như em đang mặc này, màu be này và màu trắng này các chị này. Màu hồng, màu be và màu trắng nhá. Em còn 3 màu em đang sale nốt nha, nó lẻ mẫu ấy thì mỗi màu chỉ còn một chiếc thôi. Mỗi màu còn một chiếc thôi, ai lấy thì comment cho em. Comment màu kèm số điện thoại cho em, ai vào nhà mình đi. Màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok, Nguyễn Thị Mai đã chia sẻ 14 nhóm, ok. Ai lấy thì comment cho em. Chốt mini game đi em, mọi người chia sẻ lên 50 game, 50 view, 50 view để em mới chốt được nhá. Chị Thuy Nguyễn bao nhiêu? 90k nhá chị Thuy Nguyễn nhá, 90k nhá. Nếu mà ai lấy màu nào thì comment màu đấy cho em, màu trắng này, màu hồng và màu be. Đấy, ba màu luôn, màu gì cũng màu nào cũng đẹp. Màu trắng, màu hồng và màu be, ai lấy màu nào comment cho em nhá. Comment kèm số điện thoại cho em nhá. Mọi người chia sẻ phải đạt mốc 50 view để em mới có thể chốt mini game được nhá mọi người nhá. 50 view thôi, một con số rất là thấp luôn mọi người nhá. Một con số rất là thấp để chốt mini game, tặng áo rất là xinh luôn. Nhưng mà mọi người phải chia sẻ thật nhiều cho em. Đấy, mọi người phải chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm cho em. Mẫu này thì comment nha. Ai lấy mẫu này thì comment cho em. Rồi ok, em cảm ơn chị Nhã Lưu đã chia sẻ rất nhiều cho em. Nhưng mà mọi người phải chia sẻ lên 50 view để em mới có thể chốt được nhá. Chia sẻ lên 50 view để em mới có thể chốt mini game được. Phong thái này, sang một mã phong thái đá cực kỳ đẹp này các chị yêu này, cực kỳ đẹp luôn, các chị mua ở ngoài không bao giờ dưới 201 cái mã này nhá. Hôm nay em sẽ sell là 101, em sẽ sell là 101 thôi nha các chị nha. Chất phong zip, chất phong zip, zip quá đẹp luôn rồi đấy, các chị co giãn thoải mái này đấy. Các chị tầm khoảng 60-61 cân quay đầu mặc vừa, từ 40 cân đến 60-61 cân quay đầu mặc vừa nhá. Mẫu này thì em có màu vàng, màu đỏ, Yến Chi lấy trắng thì chị Yến Chi lấy trắng ren đúng không? Chị Yến Chi lấy trắng ren ạ. À? Nếu mà lấy trắng ren thì comment trắng ren cho em. Mã này em có màu vàng, màu đỏ, màu xanh này các chị này. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, váy vàng đằng sau. 38 cân vừa nhá, chót chót nhá. Chân váy em có ạ. Đây nha, có vàng có đỏ này các chị này. Có vàng có đỏ nhá, đá rất là đẹp luôn. Hàng Thái siêu đẹp này các chị này.
hàng Thái siêu đẹp luôn nhá chị nhá. Hàng Thái siêu đẹp luôn. Rồi ok, chất chất xem váy vàng. Đây nha, ai lấy vàng thì comment vàng, lấy đỏ thì comment đỏ nhá. Từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá chị nhá. Từ 40 cân đến 60 cân. Đấy, ai lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Lấy vàng đằng sau đây nha, chất chất nha, 38 cân vừa đẹp nhá. 38 cân vừa đẹp này, chất chị chất chất này, đấy. Nếu mà lấy thì comment váy vàng kèm số điện thoại cho em nha. Váy vàng kèm số điện thoại cho em. À, chị người đến sau muốn xem chân váy gì ạ? Đây váy vàng đây nha, nếu mà lấy váy vàng thì comment cho em kèm số điện thoại nhá. Nó cũng giống cái vàng, cô bóc ra làm gì nếu mà dài ấy. Rồi ok, Trang Y Tê đã chia sẻ trong nhóm, ok. Nào có ai lấy đá vàng như em đang mặc không nào, hàng Thái này. Đấy, cái phần đá của nó là đính tay nhá. Đính thủ công luôn, đính thủ công luôn này các chị này. Đính thủ công siêu đẹp luôn, đá sáng lấp lánh. Đấy, mà chỉ có 110k thôi. Ai lấy thì comment nhá. Comment màu kèm số điện thoại cho em này. Chất bao đẹp luôn, chất mịn lắm nhá. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn, chất mịn đẹp mỹ mãn luôn. Quan trọng là nó là một cái chất thì chân váy ngắn ý. Quần em đang mặc là 80k nhá mọi người nhá. Quần em đang mặc là 80k này, quần có rất là nhiều màu luôn. Đấy, quần đang mặc 80k nhá, rất là đẹp luôn. Đủ size ML nhá các chị nhá. Quần em đang mặc đủ size ML luôn. Em là đang mặc size M. Không phải bỏ đấy ra. Đây chân váy ngắn đây. Đây chân váy ngắn đây, có ai thích chân váy không nào? Có chị nào thích chân váy nhá? Chân váy này em có cả đen, cả xanh nhá. Đây, chân váy này là quần giả váy nhá chị nhá. Quần giả váy luôn như thế này. Đấy. Rất là đẹp luôn nha, chất bò của nó đấy co giãn dễ chịu lắm. Chất bò co giãn dễ chịu này các chị này. Đấy, chất bò co giãn dễ chịu nhá. Ai lấy chân váy thì comment nha. Chân váy này là 140 một chân nhá mọi người nhá. 140 một chân này. Váy đính ngọc, hàng Nhật, hàng đẹp. Đính ngọc nha, bên trong có quần nhá. Đây, đính ngọc các chị có thể nhìn gần nhá. Đính ngọc rất là xinh luôn. Đấy. Không phải Nhật, đây là bò hàn mà. Đây, bò hàn nhá mọi người nhá. Bò hàn này. Chất. Bao nhiêu chân váy đang cầm? Chân váy em đang cầm ạ. Tối em chụp màn hình em gửi inbox được không? Rồi ok Yến Chi nhá. Chân váy em đang cầm là 140 nhá mọi người nhá. Đấy. Ship thì em sẽ ship luôn. Nhưng mà nhà em thì là gửi bill nhá mọi người nhá. Em sẽ gửi bill nha. Đấy, 140 đủ size luôn. Ai lấy thì comment cho em 140 chân váy này nhá các chị nhá. Xin chào chị Thuận nha. Đây, chân váy chất co giãn bên trong có quần quá đẹp luôn, đủ size. Mọi người có thể comment chiều cao cân nặng và để em tư vấn size nhá mọi người nhá. Comment chiều cao cân nặng để em tư vấn này. Chân váy này có cả màu đen nữa. À, mẹ ơi, màu đen có chị lấy rồi đúng không? Không. Tình yêu ra đi. Gửi đi rồi. Gửi rồi. Đây. Rồi ok, cảm ơn Yến Chi nha. Có cả đen này các chị này. Nghe anh ơi. Cho nó ra. Ly đấy. Thôi. Tùy chị ở tùy nhá, tùy ở size ở gần. Ở đâu thì em có biết chị ở đâu đâu. Em phải biết chị ở đâu thì em mới có thể ship được chứ. Mấy ngày thì... Chân váy này là 140 một chân này các chị này. 140 một chân, hàng bò hàn. Hàng bò hàn siêu đẹp luôn đây. Bò hàn nhá, hàng rất siêu đẹp luôn này các chị này. 140 một chân nhá. 54kg, 54kg thì mà size L. 54 cân cao 1m bao nhiêu hả chị? Đấy, 54 cân mặc được. 45 cân thì mặc size bé nhá chị Thuận nhá. 45 cân thì mặc M. Mặc S hoặc mặc M thôi. 45 cân thì mặc S hoặc M thôi nhá. Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai thì khoảng 3 ngày nhá chị nhá. Khoảng 3 ngày là đến nơi. 2 đến 3 ngày. 54 cân 1m59 thì chị mặc size L nhá chị Duyên Phận nhá, mặc size L cho em.
Rồi ok, cảm ơn Yến Chi rất là nhiều. Váy này thì các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu thôi, chứ 63 cân không vừa nhá. 63 cân không vừa đâu. Chị nào lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Có hai màu là đen với xanh. Đen với xanh nhá chị nhá. 61 cân, cao 1m55 không vừa đâu chị ơi. Váy này 55 cân quay đầu thôi. Đấy, 55 cân quay đầu 140 rất là đẹp này. Siêu đẹp luôn đấy, chất bò hàn co giãn sướng chưa này các chị này. Co giãn các chị mặc dễ chịu lắm. 140 dành cho những ai chia sẻ like nhá. Những ai chia sẻ like sẽ bán với giá 140 này. Đấy, rất là đẹp luôn. Ai lấy màu nào thì comment màu đấy giúp em. Màu xanh và màu đen này. Chị size L màu đen rồi, ok chị Duyên Phận chốt size L màu đen, ok này. Có quần đùi giả váy mẫu khác không? Có quần đùi giả váy mẫu khác em còn nhá chị nhá. Đây em còn màu xanh này, em mang cái màu xanh này cho các chị xem nha. Em mang cái màu xanh này cho các chị xem này. Đây nha các chị nha, đấy. Lên dáng đẹp mê ly luôn. Lên dáng đẹp mê ly luôn nha các chị nha. Rất là đẹp luôn này. Chỉ một cái mờ màu xanh. Rồi ok, cho chị Thuận một cái mờ màu xanh này. Thu Hà một cái màu xanh. Đấy. Còn một chiếc màu xanh này, ai lấy nốt không nào? Chị Thu Hà bao nhiêu cân nhỉ? Chị Thu Hà bao nhiêu cân comment cho em biết nào. Đây màu xanh em còn size S với size M. Chị Thuận 45 cân thì có khi mặc S thôi. Chị ơi 45 cân thì chỉ mặc S thôi chị ạ. À, tại vì em mặc S còn vừa cơ. Chốt cho chị Thuận S thôi mẹ ạ. Chị Thuận ơi em nghĩ là mặc S thôi. S. Nếu mà muốn thoải mái thì hơn thì mặc M. Chị Thu Hà bao nhiêu cân nhỉ? Đây rất là đẹp luôn này. Chỉ với giá 140 nhá. 140 một chiếc váy bò hàn. Rất là đẹp luôn. Chị Thu Hà bao nhiêu cân comment lại cho em biết. Này em vẫn còn nhá. Bên trong là quần nhá chị nhá. Bên trong là quần. Rất là đẹp luôn. Đây. Đây. Chất bỏ giãn sướng không này các chị này. Mọi người có thể chốt cả set luôn. 55 cân có vừa nhá. 55 cân mặc size L. Chia sẻ lên chợ. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên nhóm chợ nhá chị nhá. Chia sẻ thật nhiều lên nhóm chợ cho em. Em mặc size gì thế? Em mặc size L. Nhưng mà em mặc mấy size kia vẫn vừa hết. Đấy. Thu Hà, chị Thu Hà bao nhiêu cân nhỉ? À, 45 cân. 45 cân cao 1 mét bao nhiêu ạ? Chân váy này em vẫn còn một chiếc size L này. Chị Thuận một chiếc và chị Hà một chiếc nha. Ok nha. Áo em mặc là 120 này. Chị Việt Nam lấy cái nào ạ? Chân váy em mang... Chị đang mặc size M, chị hay mặc size M rồi, ok. Chốt cho chị Thu Hà một chiếc size M, chị Thuận một chiếc size S nhá. Chị Thuận chắc chỉ mặc S thôi. Tại vì em mang S cũng vừa mà. Đây, áo em mặc hai màu này. Chị Việt Nam ơi, em còn một chiếc này. À, chân váy em mặc còn một chiếc size L. Đây nhá, áo em đang mặc này. Áo em đang mặc xinh lắm này các chị này. 201 sale còn 101. Đấy, 201 sale còn 101 áo như em đang mặc. Chị chân chị Việt Nam lấy chân váy em mặc thì cho em xin số điện thoại nhá, cho em xin số điện thoại. Chị bao nhiêu cân là chị Việt Nam? Rồi cho em xin số điện thoại đi chị Việt Nam ơi, comment size L kèm số điện thoại cho em. Đây nhá chị nha, đây, áo như em đang mặc này 201 sale còn 101. Rồi Lê Phạm An một chân váy L, rồi ok, Lê Phạm An một chân váy L. Ơ mã này vẫn còn, sao lại còn mỗi một chiếc này. Phạm An với chị Việt Nam này, chân váy L này. Em đổi qua mã chân váy khác này.
toàn bộ đều là hàng bò Hàn mặc rất là mát luôn này. À, em đây chị Chi Bé ơi, chị Chi Bé muốn hỏi gì ạ? Chị Lê Phạm An một áo đỏ nữa này. Rồi ok, Lê Phạm An một áo đỏ nha. Ai lấy áo đỏ thì comment nhá. Áo đỏ, áo vàng nè. Áo đỏ, áo vàng nha. Có áo thêu cổ tròn. Cổ tròn không em? Áo thêu cổ tròn có chị ơi. Rồi ok, cảm ơn chị Bé nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nè. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Đây nha, em còn một mã chân váy này nữa này. Chân váy này dài hơn một tí nữa các chị này. Cũng là chất bò Hàn nhá mọi người nhá. Chất bò Hàn cũng 140 thôi. Size M, ai lấy comment cho em. Size M của chị 51 cân quay đầu này. Đây, đứng lên ngồi xuống thoải mái. Chất co giãn nhâm lăm nhá các chị nhá. Co giãn ôm body này đẹp cực kỳ luôn. Cũng chỉ có giá là 140 size M. Ai lấy comment nốt cho em. Từ 45 cân nhá. Từ 45 cân đến 51 cân. À, em ơi chia sẻ mấy lần, mọi người chia sẻ ít nhất là nhiều nhất có thể lên hội nhóm nhé mọi người nhá. Chia sẻ nhiều nhất có thể lên hội nhóm. Đấy. Rồi ok. Chị Lê Phạm An một chân váy L với lại là một áo đỏ này ạ. Ai lấy áo như em đang mặc có bán này, còn vàng với đỏ này. 200 mốt sale còn 100 mốt nhá. Chị Thuận ơi vẫn vừa size S, như em là em vẫn mặc S vừa. Đấy. Như em là em vẫn mặc S vừa. Chị Phong Lam tím ơi, đây này, chân váy này các chị tầm khoảng 45 cân trở lên. 45 cân này khoảng 50-51 cân vừa. Chân váy này hình như chị còn mờ nữa kìa. Còn đủ size mà. Đây con nhắc là nhắc cả bó luôn rồi. Nhưng mà hình như là vẫn còn ở đâu ấy. Nào, ai lấy thì comment cho em nè. Comment cho em nhá. Đây, áo này 200 mốt, sale còn 100 mốt. Hàng Thái xịn đẹp luôn. Hàng Thái xịn đẹp luôn nhá các chế nhá. Đây xịn đẹp luôn đấy. Thái nhá, không phải là hàng thông thường. Hàng Thái nhá, không phải hàng thông thường đâu nhá nhá. Bao từ 40 cân đến 60 cân vừa. Áo này nó co giãn, nó ôm theo cơ thể mình ấy các chị. Nó ôm theo cơ thể mình sướng lắm. Mặc dễ chịu, sướng cực kỳ luôn. Hàng Thái xịn. Hàng Thái xịn nhá. 45 cân mặc vừa nhá chị Phong Lan tím nhá. 45 cân vừa chân váy này. Đây, chân váy này nó cũng giãn theo người mình thôi. Đấy, chân váy này nó không rộng tại vì size M bé thôi ạ. Mấy xem mấy cái túi gì kìa. Xem có còn cái chân váy này không. Ê, chắc bán hết rồi. Áo có màu trắng nhá Nguyễn Thanh Mai nhá. Áo em có màu trắng này. Áo có cả trắng luôn, áo đá có trắng. Áo đá em có cả trắng cả đen luôn. Đấy, áo đá có trắng có đen luôn nhá. Đây trắng đen này. Đấy, cả trắng cả đen luôn. Áo có đủ màu trắng, đen, đỏ, vàng nhá các chế nhá. Trắng, đen, đỏ, vàng có hết. Cả set em mặc bao nhiêu? Cả set em mặc này các chị này, áo quá đẹp luôn nha. Áo 80k nhá. Áo 80k, chân váy là 140. Áo 80k, chân váy là 140 nhá các chị nhá. Quá đẹp luôn này, ai lấy thì comment nha. Ai lấy áo comment áo, ai lấy váy comment váy. Mà mọi người mua cả set cũng được nhá. Đấy, ai lấy áo comment áo. Đây nha, áo Thái vẫn còn này. Áo phông cổ bẻ em còn chị Nhung nhá. Còn em còn tí em lại phông cổ bẻ cho mọi người xem. Mẹ anh ơi, sang bên kia nằm. Nào các chị nào, ai lấy áo như em đang mặc nào. Đây, áo đây rất là đẹp luôn. Áo tầm khoảng 52 cân quay đầu mặc đẹp. Áo em mặc thì chỉ còn duy nhất một chiếc màu trắng thôi nhá. Còn duy nhất một chiếc màu trắng. Chân váy như em đang mặc thì còn size M này. Từ 45 đến khoảng 50-51 cân mặc vừa chân váy này. Ai lấy chân váy comment chân váy. Bò Hàn nha. Chân váy còn một chiếc thôi. Chân váy em mặc cầm mà em còn một chiếc thôi này.
Áo vàng em cầm là 201, sale còn 101, hàng đá này. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá, đẩy view mạnh lên thì em sẽ tặng quà miễn phí cho mọi người nhá. Chia sẻ thật nhiều, đẩy view mạnh lên thì em sẽ tặng quà cho mọi người. Tại vì là các chị chia sẻ chưa đạt bốc, chưa đạt mốc ít nhất là 50 người xem trở lên, nên em vẫn chưa thể tặng quà cho các chị. Mọi người vẫn phải chia sẻ thật nhiều cho em để đạt mốc 150, 100 người xem trở lên thì em mới tặng được nhá mọi người nhá. Ít nhất là 50 view để em mới tặng quà. Như nói từ ban đầu thì Facebook của em bình thường nhất là phải 100 người xem. Đấy, tại vì là Facebook của em đang bị hạn chế, hạn chế tương tác ấy, nên mà em mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều cho em. Đây cái mã này sale 101 này, hàng đá đẹp, các chị có thể nhìn thấy nhá. Đá của nó này gắn thủ công nhá mọi người nhá. Gắn thủ công luôn, gắn bằng tay luôn đấy các chị này. Gắn bằng tay luôn, rất là đẹp luôn. Ai lấy thì comment cho em, đang sale là 101, hàng thái xịn luôn. Chất phung zip nhá. Đấy, 201 đang sale. 201 đang sale còn 101, đủ màu luôn. Ai lấy comment nhá, để em qua mã khác. À, phong thái mọi người ạ, chứ không phải là cái phong thường. Nếu phong thường mà không bính hoa như thế này thì chỉ có mấy chục nghìn thôi, rất là rẻ. À không có cổ đâu mày. Đây các chị có muốn mua áo phông có cổ không? Màu đen đây chị Trâm Hiếu này. Màu đen đây. Đây nha, màu đen hoa rất đẹp. Thì nó quá đẹp luôn mọi người. Toàn bộ là đá đẹp luôn. Form của nó thoải mái rộng rãi chứ nó không nhỏ như là cái hàng thông thường kia. Thông thường kia đính hoa đính đá nhưng mà không nhỏ lắm. Cả set đang mặc mã M. Rồi ok Hà Hiền, một cả set em đang mặc size M luôn nè. Ok Hà Hiền nhá. Rồi bảo các chị là chân váy này nên em phải quay lại cho xem còn cái gì chắc không biết lại đâu. Sáu ký vừa áo phông nhé mọi người nha, 56 ký áo phông vừa luôn. Về bình xa miễn ship không em? Về bình xa nếu mà chị có người qua lấy hộ em ấy thì miễn ship nhá, còn ship thì là 20k. Tại vì là em không có ai đi bình xa ấy, nên là chị có thể nhờ người qua lấy. Áo đấy kể cả 60-61 cân các chị mặc vừa thoải mái nhá, 60-61 cân vừa thoải mái luôn. Áo này nó rất là giãn, co giãn rất là thoải mái luôn. Đây này các chị này, tiếp một siêu phẩm nha mọi người nha. Tiếp một siêu phẩm hàng đẹp này các chị này. Đấy, 150k em sẽ sale xuống còn 95k nhá. 150k sale xuống còn 95k mã này. Từ 40 cân đến 60-61 cân bao vừa nhá. Đấy, áo màu vàng chị vừa nhá, chị Trâm Hiếu nhá. Nếu mà lấy đi comment để lại số điện thoại cho em. Áo trắng em mặc hết rồi, áo màu trắng em mặc hết rồi. Còn cái trắng đá này thì còn này. Em còn trắng đá này mọi người nhá. Em còn trắng đá như thế này. Đấy, 201 sale còn 101, hàng thái xịn đẹp. Bao đẹp luôn. Đấy. Chị nào lấy áo như em đang mặc comment rêu kèm số điện thoại cho em. Hàng thái đẹp này. Hàng thái đẹp, Gucci đẹp nhá. Hàng thái Gucci đẹp này các chị này. Đấy. Mã này các chị nhá. Mã này các chị 150 em đang sale xuống còn 95k. Dành cho những ai chia sẻ livestream 5 lần này. 150 sale xuống còn 95k dành cho ai chia sẻ livestream 5 lần. Ai lấy comment rêu kèm số điện thoại cho em này. Rêu kèm số điện thoại cho em nhá. Thái xịn luôn, Gucci đẹp luôn này các chị này. Đấy, Gucci nhá.
Uzi đẹp luôn, ai lấy comment rêu. Phương cổ bẻ thì em không có đen nữa, em chỉ còn rêu thôi chị ạ. Còn rêu thôi. Cái mã thái này đẹp lắm. Còn duy nhất là rêu chị ạ. Rêu để mặc lên đẹp, tôn da. Đây mặc lên tôn da mà năm nay màu rêu đang cực kỳ hot luôn rồi. Đấy. Ai lấy rêu không nào? Ai lấy rêu chốt rêu cho em 150k sale số còn 95k này. Ai lấy rêu chốt rêu cho em nhá. Còn duy nhất 2-3 chiếc thôi nên em sẽ sale rẻ cho mọi người. Comment rêu kèm số điện thoại. Rồi ok, tí nữa em thử trắng đá cho mọi người xem. Màu vàng đính đá rồi ok, dăm bông màu vàng đính đá nhá. Quá đẹp luôn, chốt cho chị dăm bông màu vàng đính đá này. Đấy, quá xịn, quá đẹp luôn đúng không? Đấy, các chị có thể mặc bệt vai, không bệt vai nhá. 201 em đang sale, còn 101 thôi nhá mọi người nhá. Quá đẹp luôn. Đấy, mọi người có thể mua quần sóc như em đang mặc này, 90k nhá. Quần sóc đính kim sa rất là đẹp luôn. 90k quần sóc kim sa. Ai lấy phông rêu như em đang mặc, comment rêu kèm số điện thoại đi các chị ơi. Rồi ok, chốt cho chị Thùy Nhúc một rêu này. Em chỉ còn 3 rêu thôi. Em chỉ còn 3 rêu thôi, em sale rẻ nhá. Em sale rẻ luôn. Nào, 150 sale xuống còn 95 nào. 150 sale xuống 95 đây, chất co giãn thoải mái luôn. Chất phông zip này không bao giờ xù. Cái hàng này mọi người mặc em đảm bảo không bao giờ xù luôn. Ai lấy rêu comment rêu 150k sale xuống còn 95k dành cho chị chia sẻ like 3 lần này. Ai lấy rêu comment này. Hàng thái xịn nhá, mọi người có thể nhìn thấy đây. Hàng thái xịn luôn, không phải là hàng bình thường luôn, hàng đẹp mà em sale quá rẻ luôn. Các chị nhá, không thể nào mua ở chỗ khác có một cái giá rẻ như này. Em bán là em bán cho các chị chia sẻ thật nhiều, tăng view, câu view thôi. Đấy, 6-3 ký nhá, 6-3 ký vừa nhá, chị dăm bông nhá. Em có xỉ nhá, chị Dương Thắm nhá, có xỉ luôn nhá. Nhà em có xỉ nhá, ai xỉ em cũng xỉ luôn nhá. Xỉ lấy càng nhiều giá càng rẻ luôn. Đây, chất sờ mịn như thế này. Chất mịn như thế này mà có 95k, quá rẻ đúng không? Thái xịn, đây nó là phong thái nhưng phải phong thái xịn này. 150k em đang sale số còn 95k, em còn 2-3 chiếc thôi. Vậy em còn lẻ mẫu ấy nên là em sale. Đấy, theo số còn 95k, ai lấy comment này, comment rêu kèm số điện thoại cho em. Rêu nhá, vu xì nhá. Nhà mình không có nam nhá. Bộ zoom chấm bi còn đen không? Đấy, kiểm tra xem còn đen không? Hiện tại là nó còn vàng. Hiện tại là còn vàng chị ạ. Áo này thì các chị từ 40 cân, từ 40 cân trở lên là mặc vừa đây. Gucci này các chị có thể nhìn cái mác Gucci của nó này, thêu hẳn vào đẹp như thế này. Chỉ còn 3 chiếc thôi, ai lấy comment rêu nốt cho em này. Rêu kèm số điện thoại nốt cho em đi, còn 3 chiếc thôi, quá đẹp luôn. Đấy. Từ 40 cân đến 60 cân là bao vừa đẹp luôn. Nó ôm theo cơ thể của mình nhá, nhá. Đây, thả ra phát ôm luôn đấy. Dáng rất là đẹp luôn. Còn 3 cái nhá, ai lấy comment nốt cho em. Em sẽ sell nốt cho các chị luôn. Đẹp cực kỳ luôn mà mọi người không mua cái mã này thực sự là rất là tiếc luôn đấy ạ. Nào, ai lấy rêu không nào? 150 sell xuống còn 95 nhá mọi người nhá. 150k sell xuống còn 95k dành cho các chị chia sẻ like. Còn duy nhất màu rêu nên em sẽ sale rất là rẻ luôn. Quần em đang mặc có bán nhá, có bán nhá các chị nhá. Chị Thuận ơi, cái này đẹp thực sự luôn đấy chị ạ. Cái nào đẹp, rất là đẹp thì em sẽ bảo rất là đẹp luôn nhá chị nhá. Mà giá lại quá rẻ, quá rẻ so với cái số tiền của nó. Đấy, các chị mua ở ngoài không bao giờ dưới 160-170 cái này luôn, em thề luôn. Quần em mặc có bán này, quần kim sa nhá. Đây, hàng này 90k này, bó giấy này. Bó giấy mát đẹp luôn. Ai lấy quần em mang mặc em cũng có bán luôn nhá, hàng free size. Hai trăm mốt là hàng đá cơ mà, lấy sao ấy. 65 ký, 65 ký thì phải cao chị nhá, phải cao thì mới vừa. Ai lấy nốt rêu không nào, ai lấy nốt rêu comment cho em để em chuyển mẫu này. Đây em còn một cái rêu bệt vai này, ai lấy nốt rêu bệt vai này không nào? Rêu bệt vai 80k này. Mặc cho mọi người xem. Không ai, không là đơn của ai nhỉ? Đơn của chị Thùy Nhúc.
Ai mẹ? Phải biết là ai. Thích nhưng da xấu nên mặc màu tối. Cái màu gel này mặc không tối da đâu chị ạ. Đây nha, còn một chiếc gel này, sale lốt 80k này, chị nào lấy comment gel đá kèm số điện thoại cho em này. Gel đá kèm số điện thoại cho em nhá. Sale lốt 80k. Ai lấy comment gel đá cho em. Chất tip rất là đẹp luôn. Gel đá kèm số điện thoại cho em nhá. Còn một chiếc duy nhất sale 80k, từ 40 cân đến 60 cân vừa. Đấy, thoải mái luôn. Ai lấy thì comment gel đá cho em này. Gel đá quá đẹp luôn. Nào có chị nào thích cái mã này không nào? Quần là 90k bò giấy nhá mọi người nhá. Quần 90k thôi. Ai lấy gel đá comment gel đá nào. Gel đá kèm số điện thoại nè. Quá rẻ luôn. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình vào cho em nào. Chia sẻ thật nhiệt tình vào cho em. Đây có một cái màu rất là lạ này. Có một màu rất là lạ nhá. Em mặc màu nâu tây cho mọi người xem. Đây nha các chị nha, đây còn một cái mã này em có cái màu nâu tây này, mặc lên cực kỳ là tôn da mà lạ mắt này. Đây nhá, đính đá rất là đẹp này. Ai lấy nâu tây comment nâu tây. 201 sale còn 101 này. 201 sale còn 101. Ai lấy nâu tây comment nâu tây cho em. Bao từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá. Nào có ai lấy nâu tây không nào? Ai lấy nâu tây comment nâu tây đi nào. Comment nâu tây cho em nào. Nâu tây kèm số điện thoại cho em. Có ai chốt cái mã này không ạ? Ai chốt mã nâu tây này thì comment này. Rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Màu nâu tây này mặc đang rất ưng da. Nhìn anh ơi. Mẹ ơi. Luôn nước ra đi được này. Có chị nào chốt nâu tây này không ạ? Ống rộng hình hoa. À quần ống rộng hình hoa hè em còn chị ơi. Còn. Đây em còn ống rộng hoa hè. Đây ống rộng đây. À cái này các chị 60-61 cân bao vừa luôn. Đây có nhét thêm một đứa như em mặc vào vẫn vừa luôn. Đây này các chị này. Thoải mái luôn, hàng này nó co giãn dễ chịu thoải mái luôn. 60kg vừa nhá. À chị cà rốt hôm qua đặt hàng mà không thấy gọi điện chốt đơn. Mày gọi mà chị có nghe máy đâu. À mẹ em bảo là gọi nhưng mà không thấy chị nghe máy. Trưa nay mình gọi nhưng không nghe máy. Chị để ý điện thoại giúp em với ạ, gọi nhưng mà không thấy nghe máy chị ơi. Đây quần ống rộng này. Quần ống rộng hoa này vẫn còn này. Cái này các chị mặc đi chơi đi du lịch. Quá đẹp luôn. Đây. Quá thời trang luôn nhá chị nhá. Quá thời trang luôn này. Em còn màu xanh đậm nha. Màu này màu xanh đậm này. Sale nốt là bao nhiêu? 90k. 80k nhá. 80k sale nốt. Các chị tầm khoảng 5-6 cân quay đầu mặc vừa, 55-56 cân thoải mái nhá. Từ 40 đến 55-56 cân quay đầu mặc vừa này. Màu xanh đậm này. Màu xanh nhạt đâu rồi nhỉ? Xanh nhạt này. Xanh nhạt đây nhá, xanh đậm xanh nhạt này. Màu hồng này. Màu này là hoa màu hồng nhá chị nhá. Màu hồng này. Và màu vàng. Mẹ anh ơi, mang nước ở đây đổ đây này. Màu vàng này.
Ai lấy màu nào comment cho em nhá. Đấy, quần này em còn đủ màu luôn, ai lấy màu nào comment cho em. 80k một quần nhá, hàng lụa đẹp này các chị này. Hàng lụa đẹp luôn, đây. Điệu đẹp cực kỳ luôn nhá. Chỉ với giá là 80k. Em sell nốt. Em sell nốt nha. Có ai lấy quần này thì comment cho em biết này. Rồi ok. Đây nha. Chốt màu xanh nhạt này cho chị Nhung nhá, chị Nhung nhá. Em chốt màu xanh nhạt này cho chị. Chốt màu xanh nhạt cho chị Nhung này. Áo em bận hồi nãy 60 cân vừa nhá. 60 cân có vừa. Đây chốt xanh nhạt này cho chị Nhung. Quần 63 cân không vừa. Quần này 63 cân không vừa. Em ơi. Đây em còn màu xanh đậm này. Em còn màu xanh đậm này nhá. Quần lụa nhá mọi người nhá. Quần lụa rất là đẹp luôn, xanh đậm này. Vàng này. Vàng rất đẹp luôn. Vàng quá đẹp luôn nhá. Vàng các chị mặc nổi cực kỳ, mặc với áo trắng với áo vàng. Và màu hồng. Hoa màu hồng như thế này. Đây. Hoa màu hồng như thế này nhá mọi người nhá. Đâu? Em ở Tuyên Quang nhé, chị Tươi Tươi nhá. Đây. Chất đẹp lắm. Chất áo màu dê. Đây ai lấy quần thì comment cho em. 60 cân thì vẫn vừa. Quần lụa là 80k nhá các chị yêu nha. 80k đang sale nốt để hết qua mẫu này. Mỗi màu có một cái màu hồng này. Màu vàng và màu xanh đậm nhá. Màu hồng, màu vàng và màu xanh đậm. Mỗi màu chỉ còn một cái thôi. Em sale nốt để qua mẫu. Rồi ok, chốt vàng cho chị Đặng Trang này. Em còn màu hồng và màu xanh đậm này. Màu hồng với màu xanh đậm nhá, ai lấy nốt không nè. Ai lấy nốt comment nốt này. Chất quá đẹp luôn, chất bao đẹp luôn. Vàng em hết rồi. Em còn màu xanh đậm với màu hồng này. Đây em còn màu xanh đậm này. Vàng em chốt cho chị Đặng Trang rồi nha. Chị ơi, cái đấy chị mặc được mà, không trẻ quá đâu, nó bình thường thôi. Còn hai màu. Em ở Tuyên Quang các chị ơi, em ở Tuyên Quang nhá. Mọi người ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên đi. Không biết chị Ngọc Lê chị muốn xem mẫu nào nhỉ? Áo cháu đang mặc cô vừa nhá. Cô vừa luôn. Có màu cháu đang mặc là màu nâu tây này. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu xanh. Đủ màu luôn. Đây, màu trắng, màu đen thôi. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh có đủ màu ạ. Đây. Mẹ đưa con xem cho chị Trang Thịnh xem cái quần màu vàng này. Chị rất thích trẻ. Trẻ, cái này đẹp quá luôn á. Này, trẻ, thời trang, màu này, màu trẻ. Màu thời trang quá luôn này các chị này. Đấy, mặc với áo trắng. Cái này mặc với áo trắng. Đen áo trắng hoặc áo chấm bi. Chấm bi đen trắng. Này quá đẹp luôn. Quá xinh luôn, mặc lên xinh á. Chất lụa đẹp. Đẹp cực luôn nhá.
Chị nào lấy quần lụa nữa không nào? Chị nào lấy quần lụa em xeo nốt. Quần lụa màu em cũng có nha, quần lụa màu cũng có mà quần lụa kẻ cũng có. Bằng tiền nhau hết mọi người nhá. Quần lụa chấm bi cũng có luôn. Ô nội ơi là 101. Quần giả váy. Quần giả váy đây chị Thuận này. Đây cái mã này rất là dễ mặc áo luôn. Quần giả váy này em có cái mã này các chị này. Đây hoặc là em có cái mã quần giả váy này em mặc thử cho mọi người xem này. Em đang ném nó một cái áo này con mặc. Cái áo đen mà béo này. Tôi để con chị rồi. Áo đen béo hàng 80 ở đây là. Quần lụa có màu trơn nhá. Để ở góc này mà. Góc bên đấy. Đây. Em lấy hộ nó màu đen nữa. Quần lụa trơn em cũng có mọi người nhá, trơn em cũng có luôn. Màu trơn kẻ đi đủ màu. Đây nhá, quần lụa trơn đây mọi người ơi, mình có đủ màu luôn. Đây màu đỏ đô này, màu da này, màu xanh này, có cả màu đen, màu rêu, có đủ hết nhá mọi người nhá. Rất là nhiều màu luôn ạ. Đen, màu rêu, màu cam, nhiều màu lắm, để mình treo hết lên các màu cho các bạn xem nhá. Trung trần thật. Đây ạ, có đủ màu nhé. Ai lấy màu nào thì comment màu. Có cả màu đen và màu rêu nữa. Đây là màu đỏ này, màu da này. Đây là màu cũng màu rêu này. Đây trơn cho em xem trơn màu vàng. Trơn màu vàng thì không có. Có màu nâu tây nữa chị ạ. Trơn màu vàng thì nhìn màu nó hơi sực sặc sỡ ấy. Nếu mà nó không phối thêm vào trơn vàng rồi, chỉ còn trơn nâu tây thôi. Đây nha các chị nha, đây lên một set quá đẹp này. Quần váy nhá mọi người nhá. Quần váy hàng là rất là đẹp luôn, vải rất là mềm. Các chị mặc dễ chịu cực kỳ luôn. Áo bèo này. Lên cả set rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Quần thì em có hai size, size M với size L. Quần có hai size M, size L và hai màu luôn. Quần trơn này chất đẹp lắm chị Trang ạ, quần trơn này chất đũi mà. Mà các shop khác toàn bán trên 100 thôi, nhà em bán có 80k. Quần lụa trơn này. Thế con thấy các số khác của bạn. Đây nha các chị nha, đây em có cái mã quần váy này. Quần váy này siêu xinh luôn mà chất của nó mềm lắm, hàng Quảng Châu xịn luôn đấy. Hàng rất là xịn luôn, đẹp cực kỳ, mềm. Đây nhá. Đấy. Rất là mềm luôn. Mặc quần váy này các chị rất là dễ phối áo này. Đây lên cả set luôn này các chị yêu này. Các chị mua cả set đi nhá. Áo là 80k, quần là 120, cả set là 200. Rồi cho chị chấm bi trắng thì em chốt chấm bi trắng size M chị Vũ Dung Quân nhá. Chị Vũ Dung Quân thì chỉ mặc size M thôi. Quần này thì không có S đâu ạ, à, chỉ có M. M nóng. Phải cái này M không? Đo vào cái này thì biết ngay. Không có ép chị ạ. Quần này chỉ có mờ thôi. Quần này nó không giãn nên là các chị.
thì chị không vừa đâu. À nếu mà S thì à nếu mà L thì chị không vừa đâu. Chị chỉ mặc M là cùng. Chị 4 mấy cân? 42 cân thôi. 42 cân thì chị chỉ có mặc M, chỉ có size M thôi chị ạ. M. Dạ. Phải không? 42 cân thôi mẹ ạ. 42 cân cao 1m5 mấy. Đây nha chị nha, quần quá đẹp luôn này. Ai lấy quần comment cho em nhá. Quần 2 tầng rất là xinh luôn nhá. Siêu xinh luôn, quần là 120, áo là 80k. Quần này thì không đến 60 cân không vừa. 55 đến 56 cân quay đầu là cùng nhá. 55 56 cân thôi. Người chị nào gọn ấy. 55 cân thôi nhỉ. 55 cân gọn thì vừa, tại vì em mặc thì rộng thoải mái. Đấy. À, eo chị 62 thì eo bằng con thì vừa. Thế chị mặc M vừa tại vì con mặc L mà. Thế thì eo chị 62 thì vừa, tại vì eo em cũng năm mấy, sáu mấy, nó 60 thôi. Eo em bé mà. Rồi ok, em chốt cho chị một chiếc nhá. Năm mươi lăm cân quay đầu thôi nhá mọi người nhá, 55 cân quay đầu thôi. Còn đen với trắng này, còn đen với trắng ai lấy thì comment cho em nhé. 120 một quần, hàng lụa rất là đẹp luôn. Đây mềm mịn đẹp cực kỳ luôn các chị này, nhìn may này các chị may nhá, nó may xếp ly này, đằng sau may xếp ly rất là nét luôn. Chị ơi, chị Vũ Dung Quân rồi, ok chị ấy đơn ấy gửi đi rồi, đây đơn mới. Ai lấy comment cho em nhá, áo như em đang mặc cũng có bán này, áo như em đang mặc còn đỏ. Rồi ok, chị mặc áo bi đen cho chị, bi đen size L nhá. Chị mặc áo bi đen size L cho em xin số điện thoại nhá. Đây nha chị nha, đây trắng này. Trắng mặc quá đẹp luôn. Đấy. Trắng mặc lên quá đẹp luôn này. Ai chốt trắng cho em không nào? Ơi. Đây ai chốt trắng cho em này. Áo thì có đỏ nhá. Áo thì em có đen với đỏ. Hết trắng rồi, áo hết trắng. Áo da da siêu đẹp luôn này. 80k áo nha mọi người nhá. Áo là 80k, có đen với đỏ. Có ai chốt mã này nữa không để em qua mẫu. Xin chào chị Kim Thoa Đặng nha. Tình yêu có thể chọn thêm gì để em gửi nhá. Quần giả váy còn kiểu khác, chị lấy một cái nữa. À quần giả váy em còn kiểu này. Còn nhiều kiểu lắm. Ví dụ như kiểu này cũng đẹp này. Kiểu này cũng đẹp này chị này. Kiểu này đẹp nhá chị nhá, kiểu này đẹp này. Đây em còn một kiểu nữa. Đây còn cả kiểu này nữa chị này. Xếp ly là size bé. Có một L. Có một L. Nghe anh ơi. Anh lấy cho mẹ một cái bóng trắng ở đây con. Đây, có kiểu này nữa này. Nếu mà chị thích thì có thể chụp màn hình nhá, chụp màn hình lại kiểu đấy. Đây em thử áo đỏ cho mọi người xem này. Có ai thích áo đỏ không nào? Áo đỏ cũng mặc tôn da cực kỳ luôn. Bán đến ngày mai luôn.
xuyên tối luôn, xuyên đêm luôn. Đây đỏ đây các chị này. Đây có chị nào thích đỏ không, chốt đỏ này. Đây các chị mặc không bệt vai thoải mái nhá. Kiểu này không mặc không bệt vai cũng đẹp mọi người nhá. Tôi sẽ xem cái em dơ lúc trước ý. Xếp tầng màu đen. Đây cái em dơ lúc trước xếp tầng màu đen đây. Em mặc thử cho chị xem. Mẹ anh ơi, gạch hết cả đồ rồi đấy. Cất bút đi. Cứ đi, loanh quanh ở đây làm gì. Chị con không thừa. Mình thừa không? Mặc mờ thôi mà. Thừa không? Mẹ mẹ em mặc thử quần giả váy xem. Đây quần giả váy đây các chị này. 79 mặc vừa không. Mã nào chị cầm hàng lê? 79, eo 79. Em chị 70 quần chấm bi. À eo 70 quần chấm bi vừa nhỉ? Vừa. Không. Eo 70 thì vừa chị ạ. Chị bao nhiêu cân đấy nhỉ? Chị có năm mấy cân. Đây quần đen này bên trong có quần nhá mọi người nhá. Cái này có SML. Eo 70 vừa nhá, chị cầm hàng lê nhá, chấm bi trắng ấy vừa nhá. Đây, cái mã giả váy 2 tầng này các chị này. Mã này rất là dễ phối áo luôn. Rất là dễ mặc áo nhá. Xinh mà. Mã này xinh cực kỳ luôn. Ai lấy đi comment cho em. Nếu mà chị cầm hàng lê lấy chấm bi 4-3 cân đấy chị. Ly mặc là 4-3 cân mặc phải S. Có phải S. Chị hàng 4-3 cân thôi ạ. 4-3 cân mà sao eo 70 này. Chị mặc ái 55 cân cao mét bao nhiêu nhỉ chị nhỉ? Cao 1 mét bao nhiêu hả chị? Chấm bi đen không vừa à? Chấm bi đen hình như hết, còn đâu mày? Ờ. Chị mặc ái 55 cân cao mét bao nhiêu nha chị nhỏ? Chắc là mặc size L vừa. Qua mẫu nha mọi người nha. À, gần đây cũng giống như con ăn mặc thôi, giống thì mỏng thôi mà. Quần em mặc quần này 100 mấy mày? 130. 120 ạ. Quần em mặc là 120 nhá. 120 thôi. Hàng này là
rưỡi. Xem 120 cho các chị thôi ạ. Đây nha, em có cả cái dáng xòe này thế này các chị này. Đây nha, em có cả dáng xòe nữa này. Dáng xòe nhá chị nhá. Bên trong có quần luôn. Bên trong có cả quần. Dáng xòe bên trong có quần luôn. Đây nha, áo này. Áo sale này các chị này. Áo sale 55k nhá. 55k dành cho các chị này. 55k nhá, chân váy là 140. Chân váy là 140, còn áo là 55k. Số điện thoại cho em nha. Áo mọi người 55 cân quay đầu mặc vừa. Từ 40 cân là trở lên là mặc vừa rồi nhá các chị nhá. Từ 40 cân trở lên là mặc vừa rồi. Ai lấy áo thì comment áo cho em, lấy chân váy thì comment chân váy cho em nhá. Chân váy đang sale là 140 nhá mọi người nhá. Chân váy u mì, chất u mì co giãn rất là dễ chịu luôn. Em like nốt mã này nghỉ nhá. Em like nốt mã này nghỉ nhá. Ai lấy gì thêm thì sau like mọi người có thể xem lại like nha. Bố này mỉ anh này. Bố đang bảo xin chào này. Sau like mọi người có thể xem lại like nha. Ở đây cơ mà. Trong điện thoại này. Sau like mọi người có thể xem lại like nhá. Ai ưng mẫu gì có thể chụp màn hình nhá. Bố ơi, bố bao giờ về? Đây thầy. Bố ơi, bố bao giờ về? À, mọi người sau like có thể xem lại like. Ai thích mẫu nào thì có thể inbox chụp màn hình cho em nhá. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn các chị là 8:30 tối nay nhá. Em tiếp tục nhá. Các chị nhá, tối nay có mini game khủng nhá. Mọi người nhớ là vào săn mini game nhá. Xin chào mọi người.